Tiếp theo cũng là một thông tin rất đáng chú ý liên quan đến Covid-19. Thưa quý vị, mới đây thì Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện một nghiên cứu trên khoảng 3.400 mẫu bệnh phẩm từ Trung tâm điều trị Covid-19 Bệnh viện Quân y 175 từ tháng 7 năm 2021 đến nay. Kết quả cho thấy có tới 34,7% bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện này dương tính với vi khuẩn, vi nấm, tỷ lệ kháng sinh cao khiến bệnh nhân nặng hơn, điều trị khó và tăng nguy cơ tử vong. Siêu nhiễm trùng là tình trạng cơ thể nhiễm khuẩn khác khi đang bị bệnh do virus. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ tử vong bởi bệnh nhân COVID-19. Các bác sĩ cho biết là tình trạng nhiễm nấm, xâm lấn trong quá trình mắc COVID-19 thường rơi vào nhóm bệnh nhân nguy kịch có tỷ lệ tử vong cao. Quá trình hình thành nấm xâm lấn phụ thuộc vào hai yếu tố: động lực của tác nhân gây bệnh và sự suy giảm miễn dịch của chủ thể. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy bệnh nhân COVID-19 có sự bất thường và suy giảm miễn dịch. Nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn cao hơn các bệnh nhân hồi sức thông thường khác.